khi lời yêu thương ít được bày tỏ. Những ngày đầu khi mà yêu nhau thì hay quấn quýt với nhau, nhưng mà càng về sau á, tôi ít khi mà thể hiện bằng lời nói yêu thương với Ngọc Hoa. Và tâm sự của người trong cuộc. Em không hiểu là có bất chợt lúc nào đó trong lúc ở nhà anh Thắng nhớ nhớ bé Hoa không? Hay là anh Thắng không có thời gian nhớ em ta? Em cũng không cảm giác vậy. Sự mong chờ của đối phương. Em chỉ muốn hắn là nói nhiều lên, nói nhiều lời yêu thương em hơn, để cho em có một cái bù đắp lại để em thích nghe. Nhiều khi mình không làm cho mình nghe để mình thấm. Mảnh ghép hoàn hảo với câu chuyện của cặp đôi diễn viên Ngọc Hoa và Hoàng Thắng được phát sóng vào lúc 19:35 thứ Sáu, ngày 16 tháng 7 năm 2021 trên VTV9.